Bôi các sản phẩm chăm sóc da để đẹp thì chắc hẳn quá quen thuộc với các bạn rồi. Tuy nhiên, có thêm một cách nữa mà mọi người thường ít khi để ý nhưng lại làm hàng ngày, đó chính là uống nước. Có vô vàn các loại nước uống khác nhau, nhưng hôm nay bác sĩ sẽ chỉ cho các bạn 3 loại nước uống từ thiên nhiên giúp cho đẹp da và trẻ lâu. Nó vô cùng dễ áp dụng. Hãy xem hết video này nhé. Chào mừng bạn đến với kênh của mình. Dành cho những bạn lần đầu đến với kênh, xin giới thiệu mình là bác sĩ Mão Phượng, bác sĩ da liễu. Trước khi bắt đầu vào chủ đề ngày hôm nay thì mời các bạn hãy theo dõi fanpage bác sĩ Mão Phượng. Bác sĩ có tư vấn và đồng hành giúp da bạn đẹp hơn. Và trên kênh YouTube này, bác sĩ có chia sẻ rất là nhiều kiến thức giúp bạn chăm sóc da của mình được tốt hơn. Hãy đăng ký kênh để nhận thêm nhiều kiến thức bổ ích từ bác sĩ nhé. Đây là một chủ đề rất hay vì các chị em đều có thể thực hiện và sử dụng lâu dài. Bác sĩ muốn chia sẻ những kiến thức mà ai cũng có thể làm được và cũng không tốn quá nhiều tiền. Chúng ta hãy cùng xem 3 loại nước uống từ thiên nhiên giúp đẹp da và trẻ lâu là gì nhé. Đầu tiên là nước trà xanh tươi. Người Nhật Bản họ uống nước trà xanh mỗi ngày, nó phổ biến như một nếp văn hóa của họ vậy. Bởi vì trà xanh vừa tốt cho sức khỏe, giúp cho da đẹp hơn nữa, nên trông họ trẻ lâu và có tuổi thọ trung bình rất là cao. Trong trà xanh có chứa các chất chống oxy hóa mạnh như catechin hay còn gọi là EGCG, sẽ giúp bảo vệ da khỏi tác động của tia UV và các gốc tự do, hỗ trợ giảm tình trạng viêm trên da. Dùng nước trà xanh để rửa vết thương sẽ giúp khô se, giảm viêm và vết thương cũng nhanh lành hơn. Ngoài ra trà xanh còn giúp tăng quá trình trao đổi chất, hỗ trợ giảm cân, làm giảm các cholesterol xấu trong máu, giúp ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và huyết áp. Các bạn lấy một nắm trà xanh tươi đã rửa sạch, sau đó là đun sôi và hãm nước để uống. Chúng ta có thể uống 2 đến 3 ly mỗi ngày, nên uống sau ăn sáng khoảng 1 tiếng sẽ giúp các bạn tỉnh táo và tập trung công việc cao hơn. Lưu ý là chúng ta sẽ không uống vào lúc đói và không uống vào buổi chiều tối hoặc buổi tối vì rất dễ bị mất ngủ vì trong trà xanh có chứa cả cà phê nữa. Loại nước thứ hai đó chính là sữa đậu nành. Đây là một loại nước uống mà không còn xa lạ gì với các chị em. Ngày xưa khi chưa có nhiều sữa bò phổ biến như bây giờ thì sữa đậu nành được mọi người sử dụng thường xuyên để bổ sung chất dinh dưỡng cho cơ thể. Trong sữa đậu nành có hàm lượng protein cao. Những bạn đang bị mụn nặng không thể dùng sữa bò, có thể dùng sữa đậu nành để thay thế. Và protein cũng chính là nguyên liệu để tổng hợp collagen giúp da của chúng ta trẻ hóa, tăng độ đàn hồi, cải thiện tình trạng nếp nhăn trên da. Ngoài ra, sữa đậu nành còn chứa các vitamin và khoáng chất như là vitamin E, A, B12, sắt, canxi, vừa bổ sung chất dinh dưỡng cho cơ thể, vừa giúp da của chúng ta đẹp và tươi trẻ hơn. Hơn thế nữa, sữa đậu nành còn chứa phytoestrogen, nó tương tự như một loại hormone giới tính nữ, estrogen sẽ giúp chị em của chúng ta cân bằng nội tiết tố. Vậy nên các chị em hãy chăm chỉ uống sữa đậu nành hàng ngày nhé. Các bạn có thể tự làm sữa đậu nành tại nhà bằng máy làm sữa hạt, cũng có thể mua tại những cơ sở sản xuất đậu phụ hoặc ở ngoài chợ và siêu thị cũng có bán vì nó rất rẻ mà phổ biến nữa nên mua rất dễ dàng. Chúng ta nên uống sữa đậu nành nguyên chất sẽ tốt hơn vì nếu như uống sữa đậu nành mà các bạn pha quá nhiều đường thì vô tình chúng ta đã bổ sung thêm nhiều đường cho cơ thể, như vậy thì sẽ không tốt. Mới đầu bạn nào chưa quen uống sữa đậu nành nguyên chất thì cũng có thể cho một chút xíu đường để dễ uống hơn. Loại nước thứ ba đó chính là nước dừa. Đây là một loại quả đặc trưng ở vùng nhiệt đới, đặc biệt là vào mùa hè, đây là một loại nước giải khát tuyệt vời. Và nước dừa cũng giúp da đẹp và tốt cho cơ thể của chúng ta nữa. Trong nước dừa có nhiều khoáng chất như magie, kali, canxi. Các bạn mà vận động thể thao, da mồ hôi nhiều hoặc là bị sốt mất nước thì nước dừa sẽ giúp bồi phụ điện giải cho cơ thể. Ngoài ra, nước dừa còn giúp tăng cường độ ẩm cho da và giàu vitamin C, vitamin E, bảo vệ da khỏi tác động của tia UV và các gốc tự do, giúp da của chúng ta sáng và trẻ hóa. Quả dừa cũng rất là dễ mua và có vị ngọt thanh dễ uống. Mọi người có thể sử dụng thường xuyên để giúp da đẹp và trẻ lâu hơn. Bác sĩ vừa chia sẻ 3 loại nước uống từ thiên nhiên các bạn có thể sử dụng hàng ngày. Mặc dù rất là tốt, tuy nhiên chúng ta cần bổ sung thêm cả nước lọc hàng ngày nữa. Các bạn đừng quá lạm dụng nhé. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa, hãy chia sẻ đến với nhiều người hơn. Và đừng quên là đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều kiến thức hay hơn từ bác sĩ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.